Dí theo bắt rái cá kìa. Đó, em cho quý vị coi thằng kia nó dí theo bắt rái cá kìa. Đó. Thấy rái cá quăng xe xuống chạy dí bắt rái cá cho bằng được. Thấy không? Đó là lý do rái cá trốn người. Bỏ xe xuống không tắt máy luôn. Cho nó học. Con Ti Ti nó phải học một bài học kinh nghiệm như vậy mỗi ngày. Có các Bồ Tát đến cho nó bài học để nó biết sợ. Em cũng không dám nhận rái cá đó của em để cho người ta đừng biết cái nơi rái cá nó ở. Nó quăng xe dí bắt rái cá trong rừng á. Mọi người giả bộ đi đi ngang để coi quay phim ha. Đó. Dẫn lối đi riêng vô một con đường mới, bởi vì chư thiên họ biết là cái thần thú rái cá làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ngập mặn ở đây á sẽ bị một số người ác tâm hãm hại, nên đã mở lối đi riêng cho nó. Nhưng mà nó đi ra tới khu này là nó bị dí bắt như vậy. Thấy ghê không? Và mình giả bộ mình núp trong lùm để mình coi chuyện gì xảy ra ha. Không tắt máy xe luôn mà. Rồi dí bắt kìa, dí bắt kìa, núp trong lùm, núp trong lùm. Dạ không, em không biết. Rái cá nào của em đâu biết gì đâu. Em đâu biết gì. Em không quan tâm gì nha, em không biết gì nha. Đừng đổ thừa gì nha, bậy bạ nha. Ai mà bắt rái cá là bị đi tù 10 năm á. Bắt vô là một cái đi tù 10 năm á, em không biết á, đừng đổ thừa. Dí bắt bị ông chú người dân, ông nói của em nuôi. Bởi vì ông chú người dân này, phải không? Đáng lẽ ông đừng có nói là được. Ông nói ra một phát thôi là chết em rồi. Ông mà chỉ nhà của em nuôi nữa thôi là chết em luôn. Mặc dù em nuôi rái cá đó, là được tổ chức bảo vệ động vật này kia, nhà nước quan tâm ủng hộ á, được quyền nuôi á, toàn Việt Nam mình em. Bởi vì em sống trong thiên nhiên, em bảo tồn động vật, em giải cứu rừng ngập mặn. Có rái cá, nó làm cái vai trò trong tự nhiên, nó phụ em. Đâu có ai làm thế em, đâu có ai làm giúp em. Rái cá với chó, em huấn luyện nó để nó làm những việc đó. Ráng dí bắt con rái cá cho bằng được ông ngư dân. Thiệt không có, đáng lẽ quý vị sẽ có cảnh coi rất là hay. Bị ông kia ổng nói của em nuôi cái đầu ngại, nói trời ơi. Thiệt. Nãy hôm đó là chạy xe tới, thấy con rái cá đang đứng trong bụi, bỏ chạy thẳng xuống dí nó, rượt nó. Mà thằng Ti Ti quý vị thấy nó rất là khôn, muốn bắt nó đâu phải dễ. Nó giống như là hiện thân của Bồ Tát để giáo hóa con người vậy đó. Đó. Khi lòng tham quý vị trỗi dậy, muốn bắt nó, thử bắt được đi, đố anh bắt được em. Bây giờ mình sẽ đi coi rái cá Ti Ti ở đâu nha. Chị Chi, Chị Chi, Chị Chi, có cái anh kia dí bắt rái cá có chạy ngang đây không anh? Có chạy xuống đây không?
Bởi vì nó đi ở ngoài đây là tùm lum người dí bắt nó, mà để em quay phim lại em gửi cho tổ chức coi cuộc sống của tụi nó ngoài tự nhiên là gì, có ngày canh me bắt không. Đúng rồi. Còn nó đi ngang đường này á, thấy nó mình cứ im lặng để nó đi qua chứ. Đây nhiều người mình... nó khoái lắm rồi, chừng bị bắt á. Nhiều người khoái lắm luôn rồi hả? Bởi vậy bắt về nuôi cũng đâu có được đâu, nó chết. Nó sống trong rừng của nó mà cứ canh me dí bắt không à, làm cái gì vậy không? Thì nãy em tính quay cho tổ chức coi là người ta dí bắt nó vậy đó. Có ai dí không? Có, dí rồi cái ông chú ngư dân dưới đây nè, ông nói nhà em nuôi. Xong em nói là mốt đừng có nói em nuôi gì đó, nó là cá thiên nhiên. Biết nhà em nuôi sao vô bắt luôn sao? Đúng không? Nguy hiểm lắm. Em chỉ làm bảo tồn động vật thôi. Nhưng mà đừng có bây giờ chỉ nha. Chỉ nó mấy này nó tính nó tham lên, nó làm liều lắm. Nhưng mà vậy á cho nó chạy vậy cho nó biết sợ. Chi chi. Chi chi. Chi chi. Nó chạy xuống sông rồi cũng đỡ. Nó xuống sông rồi. Nội rác ở đây mà người ta cứ vứt ra bả cứt đái hoài, không biết mình còn bắt không được nào nữa. Miếu Quan Âm cho nên nó cứt hoài. Đó nó kêu em á. Nó đang kêu em. Chị chi. Dạ. Nó có kêu một âm thanh riêng để em biết. Chị chi. Chị chi. Ok. Mới bị người kia dí bắt rái cá. Mới vừa về gần tới nhà bị người kia dí bắt. Rồi cái ông chú gì á, ông chú gì à? Ông chú gì ta? Ông chú Sáu tự nhiên ổng nói em nuôi rái cá với thằng kia. Mai mốt anh gặp ai nói là rái cá thiên nhiên nha, đừng nói em nuôi nha đại ca. Bởi vì người ta biết nuôi thì người ta sẽ bắt chước nuôi theo, và người ta sẽ tìm tới nhà em và người ta sẽ kiếm bắt nó, anh hiểu không? Nên nó là rái cá thiên nhiên, em đang nuôi bảo tồn nó trong tự nhiên, là mà cứ chỉ nhà em nuôi rồi chỉ chỗ nó ở là gây hại cho nó, khiến cho nó bị đe dọa cuộc sống, thấy không? Rồi thằng nhỏ xuống rồi kìa, thấy nó không? Anh thấy nó không? Đúng. Xuống đây yên bình quá ha. Về nhà chưa con? Bởi vậy đó là lý do mà rái cá trong tự nhiên không còn nữa, do người ta cứ bắt hoài mà không có người bảo vệ. Em đó trong rừng em bảo vệ rái cá rồi, nhưng và em đã chứng kiến cảnh người ta hàng ngày đều muốn bắt lấy nó, mặc dù họ không hiểu về nó, không biết được tính cách của nó, không có thể chăm sóc nó được, không có thể cho nó cuộc sống mà nó mơ ước bơi lội dưới nước được.